Hello anh em nha, thì hôm nay mình sẽ có một món quà bất ngờ cho anh em đây. Đó là hôm nay mình mới vừa nhập về hai con. Đó là hiện tại mình sẽ bóc một con cho mọi người xem. Chắc mọi nếu mọi người nhìn hình này chắc mọi người cũng biết em này là em nào ha. Anh hiện tại nó có thứ tự là 347777, số khá là đẹp. Ok, và đây là phần bay của nó khá là đẹp anh em ạ. Nó khác xa với lại những cái mô hình phách nha. Nên là anh em mình lưu ý trước khi xem. Nhau một cái của chúng ta, tôi thắng bỏ lỗ anh em ạ. Đấy. Rồi, nhưng mà mọi người đã thấy thì cái đuôi này nó khá là cồng kềnh và nó khá là nặng anh em ạ. Ok, thì cái phần đây là cái phần đầu của cua vĩ nè, cái mặt của cua vĩ. Nhìn nó khá là nét anh em ạ. Đấy, ở đây nó có một cái nam châm để gắn vô đó, thấy không? Đó, này cho vô. Đó, thì đối với studio Never Stop Dream này thì chỗ này riêng em cử vĩ mới có được cái thẻ này thôi nha. Riêng em cử vĩ mới có được một cái thẻ những cái con mà có cái thẻ số thứ tự ấy, thì riêng em cử vĩ này mới có thẻ thôi, tại vì những con vị thú khác là không có. Đấy, ok anh em ơi, chữ khá đẹp rồi. Đi kèm với lại em này thì sẽ có một cái tờ giấy, sẽ có một lá thư, thì cái này nhìn cũng giống như là kiểu làm thư bản quyền ấy, em cũng là thư bản quyền, nhưng mà em này thì ở trong này thì lại có tranh này. Đấy, trong này thì lại có tranh này, mà tranh của cự vĩ này, cái là cự vĩ đang đang thua. Phía sau sẽ có dòng chữ của Never Stop Dream. Ok, nhìn khá đẹp anh em ạ. Tiếp theo thì sẽ là em bác vĩ nha. Em này là 90/777. Ok. Dạ, các bạn. Ok, thì em bác vĩ này khá là đơn giản, tại vì em này thì nó là một khối rồi. Đấy, nhưng mà mình cách là mình thích cái tay của nó nha. Cái tay của ông chú Rappi này chứ không có ai khác. Đấy, cái mặt cũng ok, sức tô rồi nhìn cũng khá là chắc chắn. Nhưng mà anh này rất khá là nha. Đó, bỏ được một cái rồi. Anh thấy ok không? Đó. Như anh em đã nói thì chỉ có cửu vĩ mới có được cái tấm thẻ kia thôi. Còn lại tất cả thì sẽ kèm theo là một cái thư của Never Stop Dream, nhưng mà trong này thì là một bức ảnh ha. Nhưng mà coi trong này là bức ảnh gì của ai chà, thấy cái đầu tụ đó. Nhìn khá là ok anh em ạ. Đấy. Cũng vẫn là Never Stop Dream rồi, chứ mà là anh cũng bắt vĩ ha. Đấy.